Người già cần phủ bạc, giới trẻ thích thay đổi màu tóc thường xuyên. Dầu gội nhuộm tóc thảo dược Xin He, mệnh danh là Xin Nhân Sâm. Tự gội nhuộm tại nhà, gội là đổi màu, đơn giản, tiết kiệm thời gian và chi phí. Với thành phần chính là nhân sâm và thảo mộc thiên nhiên tốt cho sức khỏe. Sản phẩm không phải là thuốc nhuộm, không gây hư tổn, không kích ứng, không độc hại. Cách gội cực kỳ đơn giản, để tóc khô hoặc ẩm, thoa đều dầu gội lên tóc, massage da đầu đến khi thấy có bọt, để từ 10 đến 15 phút xả lại với nước, rồi sấy khô là bạn đã có một mái tóc óng mượt đều màu như ý và rất chắc khỏe. Bạn hãy để lại số điện thoại để nhận ưu đãi. Xin He, dầu gội nhuộm tóc số 1 Nhật Bản.